Ok, mà đã vô điều acrylic lô điện này vô nó. Rồi acrylic lô vô rồi, rồi lô chín này lô lô nhỏ nó. Mà acrylic lô đây là nhân sinh viên đã thay rồi nó rồi, nhân viên rồi acrylic lô đã lấy. Rồi cô acrylic lô này mới hay là phong biểu đồ này xin, đã sát được đồng là xin này được chụp được đấy. Rồi nó là budget thì nó là chín nhì à rồi nó, chín nhì à rồi mày. Ok, rồi cô yên nó đồng cái CPU à ba mươi sáu rồi. Nó thế, à tiếp theo mày mà đã vô mà đã tiếp mày mà đã vô mà đi CPU à thay rồi. Lô xa này là mày xa này là ai sinh ra mày nó ở đây qua mày mua gì rồi rồi mà nào vào thế được giá đó qua bà phong mày mày lưu cho nó rồi mày ai sai chân này mà đâu có sai lưu giá bà mày là ai đưa nó được tất cả mà đâu có gì mà nuôi vô đi nó đâu bị phá vào nó rồi đó nó là vô cùng yêu chơi mày xuyên lên cho nó bảo chỉ bị yêu chơi mà này brand của chỉ bị yêu mà là brand rồi nó mới chỉ ra rồi nó off suit rồi MSI nó gigabyte rồi intel rồi nhưng mà nó postcon này mà thôi rồi nó postcon nó ok nó mà tập phục rồi đó brand cao này cao web là vậy đó cái hai liên astro luôn nhưng mà nào mà nào chơi mà chỉ có đồ này mà tập phục được gì có nên nó mới mới xíu nó mới mới xíu cái cao này thì là ba giờ chắc cũng biến đâu luôn rồi đi áp chắc cũng biến đâu này vậy ai mà thì mà tập phục biến vẫn yêu warranty 2 year warranty 3 year warranty rồi lười lả là nên nhớ là chịu bỏ tại vì đâu đây cũng cao đó đấy tôi là tôi phía sau cái đó mình nhìn đi đấy bảo đi cho đấy xem đi đâu đi khán này là gì vậy ai xem đi đâu khán này mà tao vừa gặp vẫn yêu warranty 2 year warranty sao gì ra bỏ ok nó rồi nó dưới xe mà đi á bởi vì là chỉ được brand của gì mà lá làm mà bảo warranty tất cả nhà thấy gọn với xíu mà lá hay đó hồi đó có phong phát đến cái kia xin cô về lại mới mà tao vừa gặp là xí kia xin mà biểu mình làm nhà tao phải là kia xin biểu nào account số mày vậy hồi đó cũng đã ý đồ mà đi xin mà đó kia xin lấy đi xin rồi bởi vì là smart trả rồi nó ok rồi nãy tôi ai kia xin mà yo ngài đâu về mà tao vừa gặp ngài đâu agree luôn mà tao vừa gặp thế luôn vậy mà là phong phát đã cãi mà là hay nó mà tao vừa mà lại phong phát đã sai đi à nhà ai xí ai cho chơi à mày lý do là tôi nói được gì là mà nó vẫn mình nghe bốc phải nó đi trên này phòng mình trên này mà tôi bây giờ xài à mày tất cả đi mà nó bốc mà bảo vậy mình nghe vô đi mà bài xí đây đấy mà bài này tôi nói xí đi mà chả này mà đang lấy rồi qua rồi rồi à qua sai mà tôi xài rồi à gì gì nó mình nghe bốc rồi gì phải mày còn rồi clear sim mà phải lâu mới lấy rồi à rồi sim mà chẳng bảo rồi clear sim mà rồi à yên xài à hoặc là rồi ok lâu đã rồi cô bảo thế mà suddenly clear luôn đó đấy xem nó biến biểu phi sinh một luôn đấy à giờ nó rồi sim mà chẳng bảo rồi sim mà clear chẳng bảo rồi à rồi nó rồi lời cứ đi này vô rồi sau cũng chụp phải vào luôn đấy nó sau cũng chụp phải vào luôn đấy nó rồi mình như video đi vô mà ba cái hút xuyên lên nó đưa vào mình phải chờ website mà osu vô rồi osu website mà tòa đưa mình vô download xuống đấy à đấy à bây giờ mình user guide đi vô nó free à vô nó free download xuống đấy à ok rồi nó kitchen style này nè cô thêm mà tao bảo nè kitchen style cái mà cái kitchen style mà đấy papa sẽ chơi đi slim line này xí đấy tesla side này xí đấy tower bông này đi mini tower đi mid tower đi tower bông này xí đấy chụp bông như này xí đấy vậy nó ấy đó alo nhiều kitchen này cô thêm mà tao bảo nè anh nguyên nguyên giá xin em xin à rồi nó xin ra mày nó ok ở đó xin đã in đúng và mình biết không entertainment DAWC xin hả rồi. Ở đó ốc sơ bông này lâu thái rồi là. Xin nó bình này ra ở desktop bông này màu đó. Ở đó ADBC lâu khá rồi. Nó ADBC là Home DAWC. Nó mà sạc gái thế đó mà. Mà đi ra qua phía trên này rồi. Nó mũi sẵn lại bài bài tất lại. Thế kêu hoài. Ốc sơ chi dài được chất rồi. Rồi mà cũng đã ốc sơ chất rồi. Lúc anh nguyên này bố mẹ hả rồi. Nó nhà ấy con là rồi. Home DAWC. Xin này hả. Xin thái này hả rồi. Nó cũng là bỏ sắp lãnh kỳ xa. Bảo là lưu kê sinh mưu sinh rồi đó. Tu kê sinh mà bảo là bảo supply hồi tông tông tên tông hòa rạp nó tông hòa rạp ờ cô bị mà lưu kê sinh mà bảo supply thay lưu mình hòa rạp sai mà cài đâu lý sai mà cài đâu nào bây giờ nào cái này nó mà đâu có acrylic lưu đất sinh mê thì mà đâu mà đất sinh mê đi phải đi nè tuột bì rõ nó đâu bảo supply web block lưu đất đá rồi lại lên nó đâu tuột hào lưu đất đấy nó mà hết đi nhai rồi đi nhai thì bảo supply bù mà lâu này hay là power supply của cô đong đong đi chi chi đi vào nó cong cong đi phải đang cong nào đi cho nó rủ xa tông vụ đồ hết đấy vào nó ok cái đó xin nó rủ thì mà tao vô acrylic lưu phụ đồ á mình xin mình đi thả tiền này ở trong nhà này đi cô rồi nó rủ xin bia cái gì vào nó mà tao vừa định cái đó mà tao vô cô bello physically install luôn lên sao cho nó xin bia về ok nó